Phùng Thiệu Phong rục rịch tái hôn, Tiêu Chuẩn chồng vợ hé lộ nguyên nhân ly hôn Triệu Lệ Dĩnh. Từ khi yêu đương, kết hôn rồi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong nhiều lần khiến showbiz Hoa ngữ dậy sóng. Báo chí cũng tốn không biết bao nhiêu giấy mực phân tích những lý do bê bối xung quanh cuộc hôn nhân này. Trong bài viết mới nhất được trang 163 đăng tải, Phùng Thiệu Phong được cho là đang rục rịch tái hôn ngay sau khi chia tay mỹ nhân Sở Kiều Truyền. Bài viết cho hay, trong khi Triệu Lệ Dĩnh sẵn sàng trở lại đường đua showbiz, đồng thời đã dọn dẹp hành lý rời khỏi tổ ấm ở Thượng Hải, thì Phùng Thiệu Phong bị bố mẹ thúc giục mau chóng tái hôn. Nam diễn viên cũng bày tỏ thái độ tích cực, chuẩn bị cho cuộc hôn nhân thứ hai sắp tới. Trang 163 cho hay, yêu cầu mà gia tộc họ Phùng đặt ra cho vợ mới của Phùng Thiệu Phong là phải biết chăm lo cho gia đình và chăm sóc cho chồng thật tốt. Điều này đồng nghĩa với việc vợ mới của tài tử Minh Lan Truyền phải là người không đặt nặng sự nghiệp, hết lòng hết dạ vì chồng con. Chính vì thông tin này mà CNET cho rằng nguyên nhân ly hôn của Phùng Thiệu Phong là vì Triệu Lệ Dĩnh là người quá tham vọng, dù có con nhưng vẫn không đặt chồng lên hàng đầu. Sau khi sinh con xong đã vội vã quay trở lại showbiz. Đây có lẽ là lý do khiến cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới ly hôn. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được thông tin này là đúng hay sai. Tuy nhiên có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh không quá đau buồn sau ly hôn. Cô sốc lại tinh thần rất nhanh chóng và sớm nhận lời tham dự show truyền hình thực tế mới, toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Hiện thông tin được CNET quan tâm hàng đầu chính là Triệu Lệ Dĩnh hay Phùng Thiệu Phong sẽ nuôi cậu con trai tưởng tượng. Dù rằng trong thông cáo báo chí, đại diện của hai diễn viên khẳng định sẽ cùng chăm sóc, nuôi dưỡng con tới tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, những lời đồn đoán trong giới liên tục được dấy lên. Trang QQ lại cho rằng quyền nuôi con đã thuộc về Phùng Thiệu Phong, bởi sau khi sinh con xong, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở lại với công việc, hình tượng thay đổi từ cô gái ngọt ngào trở thành quý cô sang trọng. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong đã giảm tải công việc để ở nhà chăm con. Một người mãi bận rộn sự nghiệp, một người lại chỉ ở nhà, điều này đã khiến cho mối quan hệ của cả hai rạn nứt. Sau ly hôn, việc giành quyền nuôi con cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Triệu Lệ Dĩnh vì bận rộn với công việc đã không còn tâm sức để nuôi con. Phùng Thiệu Phong trở thành sự lựa chọn tốt nhất để giành được quyền nuôi quý tử. Từ đây, nữ diễn viên họ Triệu có thể chuyên tâm cho sự nghiệp. Tuy nhiên, trang BJS lại cho rằng Triệu Lệ Dĩnh mới chính là người chăm sóc quý tử. Nếu như Phùng Thiệu Phong không bận rộn đóng phim, anh cũng sẽ thường xuyên tới thăm con trai biết. Đã có một câu hỏi đặt ra rằng, nếu như trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, thì quyền nuôi con thuộc về tay bố hay mẹ? Blogger cho hay, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều không tranh giành quyền nuôi tưởng tượng. Ngoài ra còn có nguồn tin tiết lộ, thực chất từ trước đến nay, bố mẹ của Triệu Lệ Dĩnh mới là người chăm sóc cháu trai từ bé đến lớn. Nguyên nhân là bởi bố mẹ Phùng Thiệu Phong năm nay đã 70-80 tuổi. Có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn một cách nhanh gọn, không dây dưa. Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng mang đồ đạc rời khỏi tổ ấm ở Thượng Hải, sau đó sốc lại tinh thần để quay trở lại làng giải trí. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã tới phim trường sau truyền hình xin nhờ tủ lạnh để ghi hình. Dù rằng còn lộ nét buồn bã, song nàng sam sam khiến netizen suýt xoa vì nhan sắc cực phẩm, bất chấp camera thường. Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, phim giả tình thực sau bộ phim Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, cả hai không chịu công khai mối quan hệ với công chúng. Tháng 10 năm 2018, họ bất ngờ tuyên bố kết hôn khiến người hâm mộ ngã ngửa. Những tưởng cuộc hôn nhân của hoàng tử và lọ lem có cái kết đẹp như trong truyện cổ tích, thế nhưng thực tế là cặp đôi đã tuyên bố ly hôn sau 3 năm bên nhau. Ngay lập tức, hàng loạt tin đồn tiêu cực từ ngoại hình cho đến bạo hành trong thời gian hai ngôi sao sống chung đã bị đào xới lên.